Hà Ngân kính chào quý vị thân mến của Hành Trình Tương Lai. Chúc quý vị nhiều niềm vui và luôn bình an. Quý vị đừng quên bấm like, theo dõi cũng như đăng ký kênh để cập nhật những bản tin mới nhất mỗi ngày trên thế giới và trong nước tới cuối tuần nhé. Và bây giờ là những điểm tin chính. Tin Việt Nam. Dự án chống ngập 10.000 tỷ của thành phố Hồ Chí Minh bất động giữa mùa mưa, gánh lãi gần 2.000 tỷ đồng một ngày. Hà Nội chứng kiến hai vụ cháy thảm khốc làm 70 người chết chỉ trong 9 tháng. Ba người hùng vụ cháy Trung Kính, ám ảnh tiếng kêu cứu và ánh đèn flash. Siêu lừa thoát án chung thân, vợ đại gia được trả lại 70 tỷ đồng. Nhân viên thu tiền nước nhưng không nộp, hàng ngàn hộ dân Gia Lai bị cắt nước oan uổng. Sau thời kỳ hot trend, thủ phủ măng cụt rơi vào cảnh mất mùa. Cụ ông gây sốt mạng xã hội khi dự thi thạc sĩ vào trường Đại học Cần Thơ ở tuổi 87. Tập đoàn Nguyễn Hoàng giao bán trường Đại học Hoa Sen và Hồng Bàng. Phát biểu về sự tử tế của Đen Vâu được đưa vào đề văn lớp 10 phổ thông năng khiếu. Tin thế giới. Cựu đặc vụ CIA nhận tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc sắp gặp giữa căng thẳng Đài Loan. Hơn 100.000 người Đài Loan biểu tình và phong trào khinh thường quốc hội. Tòa án thế giới phán quyết Israel ngừng tấn công Rafah, người Palestine không muốn chỉ là lời nói. 2.000 xe tải chở hàng viện trợ mắc kẹt tại cửa khẩu Rafah bên phía Ai Cập. Thủ tướng Hungary, NATO đang chuẩn bị cho cuộc chiến với Nga. Nguồn tin Nga tiết lộ Tổng thống Putin muốn ngừng bắn ở Ukraine. Chile bắt giữ nghi phạm gây ra thảm họa cháy khiến 137 người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam vừa có văn bản kiến nghị Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về việc xin điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án cống ngăn chiều 10.000 tỷ đồng. Trước đó, trong báo cáo của nhà đầu tư gửi Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, công ty cho biết hiện riêng lãi vay phát sinh đã khoảng 2.000 tỷ đồng, trong đó mỗi ngày lãi khoảng 1,75 tỷ đồng. Việc này ảnh hưởng rất lớn đến tổng mức đầu tư dự án. Việc tạm dừng và kéo dài dự án quá lâu khiến tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng lên hơn 14.000 tỷ đồng. Phía Trung Nam Group cho hay, tập đoàn đã nhiều lần gửi văn bản đến Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về nội dung điều chỉnh tổng mức đầu tư. Tuy nhiên, hai năm qua vẫn chưa nhận được chỉ đạo để triển khai thủ tục đối với công việc này. Vì vậy, nhà đầu tư mong muốn thành phố sớm triển khai thủ tục điều chỉnh tổng mức đầu tư của dự án, tạo điều kiện để dự án được triển khai thi công hoàn thành trong thời gian gần nhất. Trước đó, báo chí trong nước cũng đồng loạt phản ánh về việc dù hoàn thành hơn 93% khối lượng, nhưng dự án ngăn chiều 10.000 tỷ đồng tạm dừng gần 4 năm qua. Không chỉ ngập do mưa, nhiều con đường ở thành phố Hồ Chí Minh còn ngập kép do ảnh hưởng của chiều cường dâng cao. Trong khi đó, giải pháp chống ngập qua dự án cống ngăn chiều 10.000 tỷ đồng được thành phố triển khai vẫn chưa hoàn thành và trễ hẹn đến năm thứ 6. Báo Dân Trí vừa đăng tải một bài viết đề cập đến vụ cháy chung cư mini 56 người chết và cháy nhà trọ 14 người tử vong ở Hà Nội chỉ trong chưa đầy một năm, qua đó gióng lên hồi chuông cảnh báo về những bất cập từ quy hoạch nhà ở, đô thị mà không giải pháp tình thế nào có thể cứu vãn ở Hà Nội. Theo lãnh đạo phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, ngôi nhà vừa xảy ra cháy là nhà ở gia đình, cho thuê để ở và sửa chữa xe điện, cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m. Ngôi nhà đã được trang bị bình chữa cháy được bố trí tại sân và hành lang các tầng nhà, nhưng ngọn lửa bùng lên quá dữ dội, tràn nhanh vào các phòng trọ, người dân không kịp phản ứng. Chỉ trong hơn 10 phút, từ 0 giờ 40 phút đến 0 giờ 52 phút kể từ khi nhận được tin báo cháy đến khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường, đám cháy đã phát triển mạnh, thiêu rụi toàn bộ xe máy, xe đạp điện, xe đạp tại khu vực sân, khói và khí độc bao trùm toàn bộ khu vực cháy. Đáng chú ý, lãnh đạo phường cho biết thời điểm tổng kiểm tra rà soát loại hình chung cư mini và nhà trọ, địa phương đã đưa cơ sở này vào diện cần theo dõi vì chưa đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy cho chủ nhà 2 tháng để khắc phục các tồn tại. Nhưng thời gian khắc phục chưa kết thúc, vụ cháy thảm khốc đã xảy ra. Trong khi đó, trực tiếp đến hiện trường, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nhìn nhận còn nhiều bất cập trong công tác phòng cháy chữa cháy bắt nguồn từ việc nhà cũ được cơi nới để cho thuê, phá vỡ quy hoạch. Theo ông Phương, thông thường trong các vụ cháy, tỷ lệ chết ngạt nhiều hơn chết cháy nhưng riêng vụ này, chết cháy nhiều hơn chết ngạt vì lửa sộc thẳng vào từng phòng. Ông Phương cho rằng cần quy định chặt chẽ hơn điều kiện kinh doanh trong các kiosk, hàng sửa xe hay những nơi vừa là nhà ở, vừa kinh doanh. Vào sáng ngày hôm qua ngày 25 tháng 5, Ủy ban Nhân dân quận Cầu Giấy công bố danh tính nạn nhân vụ cháy tại nhà phố Trung Kính, phường Trung Hòa. Qua đó xác định,
Trong số 14 nạn nhân tử vong trong vụ cháy thì có 11 người dưới 30 tuổi, 2 người trẻ nhất 23 tuổi và già nhất 62 tuổi. Chiều cùng ngày, 3 nạn nhân đầu tiên trong 6 trường hợp được cấp cứu sau vụ cháy đã được đưa ra viện. Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội đang theo dõi, điều trị cho 3 bệnh nhân còn lại trong vụ cháy, trong đó có cụ bà 84 tuổi bị nặng nhất. Cũng liên quan đến vụ cháy này, 2 ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện video một đoạn clip chỉ kéo dài vài giây, một nam thanh niên leo thang dây, cầm búa đập tường để cứu các nạn nhân mắc kẹt. Thực tế, có 3 chàng trai cùng nhiều người hỗ trợ khác đã phối hợp với nhau để tạo nên khoảnh khắc xúc động ấy. 3 chàng trai dũng cảm là em Hoàng Anh Tuấn và Đồng Văn Tuấn, cùng 21 tuổi và cùng quê tỉnh Nam Định, và anh Phạm Quốc Luật, 35 tuổi, quê tỉnh Hà Tĩnh, đã không ngần ngại nguy hiểm để cứu sống những nạn nhân trong vụ cháy. Khi phát hiện đám cháy, họ nhanh chóng chạy đến hiện trường và bắt đầu công tác cứu hộ. Nhờ vào sự phối hợp nhịp nhàng và kịp thời, họ đã cứu được nhiều người khỏi đám cháy đang lan rộng. Khi được hỏi về khoảnh khắc ám ảnh nhất trong vụ cháy, anh Tuấn chia sẻ, sau khi 3 anh em cứu được 3 người từ trong căn nhà bị cháy, họ nhìn thấy phía sau của dãy nhà có một nạn nhân bật đèn flash điện thoại liên tục vẫy tay kêu cứu. Tuy nhiên, vì lúc đó lửa cháy quá to, không ai có thể vào sâu được bên trong, đồng thời lực lượng phòng cháy chữa cháy cũng đã có mặt nên cả 3 đành rút ra ngoài. Việc biết có người gặp nạn mà không thể cứu được khiến họ cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Trong sáng ngày hôm qua, các anh hùng thầm lặng này đã đến hiện trường nơi xảy ra vụ cháy để thắp hương cho các nạn nhân xấu số. Theo báo Dân Việt, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội vừa tuyên án phúc thẩm với bị can Nguyễn Thị Hà Thành trong vụ án câu kết 17 cán bộ ngân hàng lừa đảo, chiếm đoạt 433 tỷ đồng gây xôn xao dư luận. Trước đó, bị cáo Hà Thành bị cấp sơ thẩm tuyên phạt tù chung thân vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Song cấp phúc thẩm đánh giá bị cáo Thành ăn năn, thành khẩn, được chị gái nộp thêm 50 triệu đồng khắc phục hậu quả, là mẹ đơn thân nuôi 3 con nhỏ, một con mắc bệnh hiểm nghèo nên giảm án từ chung thân xuống 20 năm tù. Ngoài Hà Thành, tòa cũng chấp nhận kháng cáo của các bị cáo còn lại, giảm hình phạt cho mỗi người từ 9 tháng đến 3 năm tù. Về dân sự, tòa chấp nhận kháng cáo của bà Trang, vợ đại gia Đặng Nghĩa Toàn trong vụ án, tuyên các sổ tiết kiệm đứng tên chị Trang tại các ngân hàng NCB và PV Combank là đúng quy định. Chị Trang không liên quan đến Hà Thành và các cán bộ ngân hàng có sai phạm. Do vậy, cấp phúc thẩm tuyên buộc NCB và PV Combank chấm dứt hành vi phong tỏa và trả lại 4 sổ tiết kiệm cho chị Trang, tổng trị giá 70 tỷ đồng. Theo cáo trạng, tòa sơ thẩm xác định Hà Thành được 17 cựu cán bộ ngân hàng tiếp tay trong việc lập các sổ tiết kiệm đồng sở hữu với nhiều đại gia, hứa trả lãi suất cao. Thành sau đó giả mạo chữ ký của đại gia để cầm cố sổ, vay tiền 3 ngân hàng Việt Á Banh, PV Combank và NCB. 17 bị cáo là cựu nhân viên NCB, Việt Á Banh và PV Combank cũng đều thừa nhận lỗi khi để siêu lừa lợi dụng những kẽ hở trong thẩm định, làm hồ sơ vay vốn. Phiên phúc thẩm được mở do Hà Thành và 8 cựu cán bộ của 3 ngân hàng NCB, PV Combank và Việt Á Banh cùng 4 người kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Báo Tuổi Trẻ vừa dẫn lời ông Lê Vĩnh Thịnh, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp nước Chư Sê tỉnh Gia Lai cho biết, nhà máy hiện đã tạm dừng cung cấp nước cho người dân vì nợ tiền điện, bị điện lực cắt điện. Theo ông Thịnh, nguyên nhân dẫn tới vụ việc là do thời gian qua nhân viên thu tiền nước của công ty tự ý giữ lại tiền nước người dân đã đóng mà không nộp về công ty. Ngoài ra, khi kiểm tra phát hiện số hộ sử dụng nước thực tế lên tới khoảng 2.600 hộ, lớn hơn con số 1.600 hộ mà nhân viên khai báo. Thêm nữa là việc chưa thống nhất khung giá mua bán điện với phía điện lực khiến doanh nghiệp rơi vào khó khăn. Những điều này dẫn tới việc công ty nợ tiền điện và bị điện lực Chư Prong cắt điện, không thể tiếp tục hoạt động sản xuất. Công ty đã có thông báo gửi khách hàng và cơ quan chức năng về việc dừng cung cấp nước sinh hoạt trên toàn huyện Chư Sê từ 8 giờ 30 phút ngày 24 tháng 5. Ông Thịnh cho hay, ngay khi bị cắt nước, nhiều người dân bức xúc đã kéo đến văn phòng nhà máy để phản đối. Người dân cho biết hàng tháng vẫn đóng tiền nước đầy đủ nên không chấp nhận được việc bị cắt dịch vụ. Trao đổi về vấn đề này, ông Thịnh mong người dân thông cảm và khẳng định công ty đã yêu cầu các nhân viên thu tiền nước khắc phục hậu quả, đồng thời sẽ xem xét chuyển cơ quan chức năng xử lý các sai phạm về quản lý tài chính tại doanh nghiệp. Liên quan đến lĩnh vực nông nghiệp, thưa quý vị, 2 năm trở lại đây, khi món ăn gỏi gà măng cụt trở thành cơn sốt nhờ mạng xã hội, các nhà vườn ở Bình Dương, nơi được xem là thủ phủ của loại trái cây này đều bội thu khi cả măng cụt chín và xanh đều đắt hàng. Năm nay, đến thời điểm này, trên thị trường, giá măng cụt chín dao động từ 130.000 đến 145.000 đồng một cân, trái măng cụt xanh còn nguyên vỏ để làm gỏi gà có giá từ 90.000 đến 120.000 đồng một cân, đã gọt vỏ từ 350.000 đồng đến 400.000 đồng một cân. Đây được xem là mức giá cao đối với loại trái cây này. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, tại những khu vực trồng măng cụt ở Bình Dương, dù các nhà vườn đã bắt đầu bước vào vụ thu hoạch nhưng sản lượng giảm đáng kể, có thể nói là mất mùa.
Ông Trần Văn Viễn, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp An Sơn, xã An Sơn, thành phố Thuận An cho biết, Hợp tác xã có 21 hectare trồng măng cụt, mỗi năm thu hoạch khoảng 30 tấn quả cung ứng thị trường trong và ngoài nước. Khu vực trồng măng cụt của Hợp tác xã tập trung chủ yếu ở các phường Lái Thiêu, Hưng Định, Bình Nhâm và xã An Sơn đều thuộc thành phố Thuận An với diện tích khoảng 600 hectare, chiếm hơn một nửa tổng diện tích vườn cây ăn trái của toàn thành phố. Những năm nay, sản lượng măng cụt giảm mạnh, khoảng 80% so với năm trước nên không đủ đáp ứng nhu cầu thị trường. Nhiều nhà vườn khác cũng cho hay vụ trái cây nói chung và măng cụt nói riêng năm nay gặp nhiều khó khăn do thời tiết không thuận lợi. Hiện nay, nhiều nhà vườn mỗi ngày chỉ thu hoạch được vài kg trái cây. Truyền thông trong nước đưa tin, vào sáng ngày hôm qua 25 tháng 5, Trường Đại học Cần Thơ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ đầu vào trình độ cao học đợt 1 năm 2024. Trong các thí sinh dự thi, ông Nguyễn Tấn Thành, 87 tuổi, ngụ quận Ninh Kiều là người lớn tuổi nhất. Đến trường từ rất sớm, ông Thành được các cán bộ trường tạo điều kiện đi bằng thang máy, hướng dẫn tận tình tới phòng thi. Ông Thành cho biết trước đây ông là giáo viên dạy văn, là thầy của rất nhiều thế hệ, trong đó có các giảng viên trong Trường Đại học Cần Thơ. Ông cũng biết 9 loại ngoại ngữ, mỗi loại ngoại ngữ đều có giấy chứng nhận tiêu chuẩn. Nói về việc tiếp tục thi thạc sĩ lần này, ông chia sẻ vì muốn làm gương cho các bạn trẻ về việc học hành nghiêm túc, luôn cố gắng hết khả năng để đạt được kết quả tốt nhất. Ông Thành kể mình đỗ cử nhân năm 1972, sau đó học tiếp lên cao học. Khi tiểu luận tốt nghiệp gần hoàn thiện thì năm 1975, thầy hướng dẫn của ông qua đời, cùng với nhiều lý do khác nên ông không thể hoàn thành chương trình học. Sau này, ông dự định học lại nhưng biến cố gia đình lại ập tới. Vợ ông mất, để lại 4 con thơ. Đến giờ, các người con của ông đều thành đạt, có công ăn việc làm ổn định, trong đó 3 người làm giáo viên. Ông Thành khẳng định và chia sẻ học xong thạc sĩ, nếu sức khỏe vẫn tốt sẽ học lên tiến sĩ, đi tiếp cuộc hành trình nâng cao trình độ ấp ủ bấy lâu. Mới đây, trang thông tin tài chính Đông Nam Á Deal Street Asia đưa tin, tập đoàn Nguyễn Hoàng Group đang muốn chào bán vốn tại Trường Đại học Hoa Sen HSU và Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng HIU với mức giá khoảng 100-200 triệu USD cho mỗi đơn vị. Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh thời gian qua tập đoàn Nguyễn Hoàng Group không huy động được vốn. Hồi tháng 7 năm 2022, tập đoàn này từng ủy quyền JP Morgan bán cổ phần với định giá 1 tỷ USD. Tuy nhiên đến tháng 12 năm 2022, Reuters đưa tin thương vụ phải tạm dừng vì giá thầu thấp hơn định giá. Trả lời VN Express, đại diện phòng đối ngoại và truyền thông của Nguyễn Hoàng Group cho biết chưa có thông tin để xác thực thương vụ này và sẽ phản hồi sớm nhất trong khả năng có thể. Được biết, Trường Đại học Hoa Sen và Trường Đại học Hồng Bàng là hai trong số 5 trường đại học mà tập đoàn Nguyễn Hoàng Group sở hữu. Doanh nghiệp này mua lại Trường Đại học Hồng Bàng vào năm 2015 và Trường Đại học Hoa Sen vào năm 2018. Trường Đại học Hoa Sen hoạt động 33 năm, là một trong những trường đại học tư nhân có tiếng trên cả nước với 4 cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó, Trường Đại học Hồng Bàng có tuổi đời nhỏ hơn 6 năm, cũng được xếp vào top những đơn vị đào tạo tư nhân tốt với 2 cơ sở ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo báo cáo công khai đầu năm học 2023-2024, Trường Đại học Hoa Sen ghi nhận hơn 918 tỷ đồng và Hồng Bàng ghi nhận 886 tỷ đồng doanh thu trong năm học trước đó. Cả hai lần lượt giữ vị trí thứ 11 và 12 trong nhóm những trường đại học có doanh thu cao nhất cả nước. Ngoài hai trường trên, tập đoàn Nguyễn Hoàng Group còn sở hữu Trường Đại học Gia Định, Trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu và Trường Đại học Công nghệ Miền Đông. Ngoài ra, thành viên của Nguyễn Hoàng Group còn có Trường Cao đẳng Hoa Sen, Hệ thống Trường Quốc tế Bắc Mỹ SNA, Hệ thống Trường Quốc tế Song ngữ Học viện Anh Quốc UK Academy và Hệ thống Trường Hội nhập Quốc tế iSchool. Cũng liên quan đến lĩnh vực giáo dục, vào trưa ngày hôm qua, gần 3.900 thí sinh đã hoàn thành hai môn thi chung đầu tiên là ngữ văn và tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu Đại học Quốc gia TP.HCM. Qua ghi nhận của phóng viên, kết thúc thời gian làm bài môn văn và môn tiếng Anh, nhiều thí sinh ra về với tâm trạng vui vẻ. Nhiều thí sinh cũng chia sẻ rất hứng thú khi làm bài thi môn văn vì gặp ca sĩ Denvo trong đề thi này. Theo đó, đề thi đã trích dẫn câu nói của Denvo là: "Nhưng mà, sự tử tế không nên là điều gì đó đặc biệt. Và tôi, một người viết nhạc, không hề muốn mình đặc biệt vì sự tử tế. Sự tử tế nên là điều bình thường, có ở tất cả mọi người bình thường. Tôi bình thường, như mọi người trong xã hội này, một xã hội có vô vàn người tử tế." Đồng thời yêu cầu thí sinh nêu cảm nhận của mình. Một học sinh cho hay: "Em vốn theo dõi khá sát dự án thiện nguyện của ca sĩ Denvo nên em đã làm bài với dòng cảm xúc dâng trào. Ngay cả câu hỏi về nghị luận văn học, em cũng rất thích vì đề thi yêu cầu phân tích sự cống hiến đẹp đẽ của con người cho đất nước và cộng đồng. Đây là đề tài nhẹ nhàng nhưng cũng được xem là đề tài thời sự và em cũng chuẩn bị khá kỹ." Được biết,
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 vào trường phổ thông năng khiếu năm học 2024-2025 diễn ra tại 3 điểm thi trong 2 ngày 25 và 26 tháng 5. Gần 4.000 thí sinh đã tham gia kỳ thi này, trong khi chỉ tiêu tuyển sinh là 595 học sinh. Và vừa rồi là những tin tức đáng chú ý trong nước. Tiếp theo đây, xin mời quý vị đến với phần tin thế giới. Sau đây là những điểm tin chính. Tin thế giới. Cựu đặc vụ CIA nhận tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc sắp gặp giữa căng thẳng Đài Loan. Hơn 100.000 người Đài Loan biểu tình và phong trào khinh thường quốc hội. Tòa án thế giới phán quyết Israel ngừng tấn công Rafah, người Palestine không muốn chỉ là lời nói. 2.000 xe tải chở hàng viện trợ mắc kẹt tại cửa khẩu Rafah bên phía Ai Cập. Thủ tướng Hungary, NATO đang chuẩn bị cho cuộc chiến với Nga. Nguồn tin Nga tiết lộ Tổng thống Putin muốn ngừng bắn ở Ukraine. Chile, bắt giữ nghi phạm gây ra thảm họa cháy khiến 137 người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết. Hãng AFP đưa tin, Bộ Tư pháp Mỹ mới đây vừa đưa ra thông báo rằng cựu nhân viên Cục Tình báo Trung ương Mỹ Alexander Yushchenko đã nhận tội làm gián điệp cho Trung Quốc. Cụ thể, thông báo cho hay ông Ma, 71 tuổi, người gốc Hồng Kông nhập tịch Mỹ, vừa thừa nhận cung cấp một khối lượng lớn thông tin quốc phòng mật của Mỹ cho chính quyền Trung Quốc vào năm 2001. Ông Ma làm việc cho CIA từ năm 1982 đến 1989. Theo Bộ Tư pháp Mỹ, cuộc gặp của ông Ma với các đại diện của Cục An ninh Nhà nước Thượng Hải do một cựu nhân viên CIA khác đề ra. Người này là người thân của ông Ma và cũng đã nhập tịch Mỹ, được xác định là đồng phạm số 1. Trong cuộc gặp tại một khách sạn ở Hồng Kông, các quan chức tình báo Trung Quốc đã cung cấp cho đồng phạm số 1 khoản tiền mặt 50.000 USD. Ông Ma và đồng phạm số 1 lúc đó đồng ý tiếp tục hỗ trợ giới tình báo Trung Quốc. Vào tháng 3 năm 2003, khi đang sống ở bang Hawaii, ông Ma đã nộp đơn xin việc làm nhà ngôn ngữ học hợp đồng tại văn phòng Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI ở Honolulu. Biết về mối quan hệ của ông Ma với tình báo Trung Quốc, FBI đã thuê ông như một phần của kế hoạch điều tra. Ông làm việc cho FBI từ tháng 8 năm 2004 đến tháng 10 năm 2012. Ông đã chính thức bị bắt vào tháng 8 năm 2020 và giới công tố cho hay đồng phạm số 1 đã chết. Ông Ma thú nhận rằng thông tin được đưa ra cũng như những gì ông cung cấp năm 2001 sẽ được sử dụng để gây tổn hại cho Mỹ hoặc mang lại lợi ích cho chính quyền Trung Quốc. Nếu được tòa án chấp nhận, thỏa thuận nhận tội sẽ quy định mức án 10 năm tù cho ông Ma và có thể được tuyên vào ngày 11 tháng 9. Thông báo mới nhất của Bộ Quốc phòng Mỹ mới đây cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân dự kiến sẽ có cuộc gặp trực tiếp bên lề sự kiện đối thoại Shangri-La tại Singapore từ ngày 31 tháng 5 đến mùng 2 tháng 6. Đây là hội nghị thường niên quy tụ các bộ trưởng và quan chức quốc phòng từ nhiều quốc gia trên thế giới, tập trung vào các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu. Theo ghi nhận, cuộc gặp giữa hai bộ trưởng diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại eo biển Đài Loan. Theo đó, vấn đề Đài Loan dự kiến sẽ là một trong những chủ đề chính được thảo luận nếu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ và Trung Quốc gặp nhau. Lần gần nhất ông Austin trao đổi với ông Đồng là vào tháng 4 vừa qua. Liên lạc quốc phòng giữa Mỹ và Trung Quốc đã gần như đình trệ kể từ giữa năm 2022. Tuy vậy, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và phía Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đồng ý nối lại đối thoại quân sự trong hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Biden ở California vào tháng 11 năm ngoái. Cũng trong bối cảnh này, Cố vấn An ninh Quốc gia Philippines Eduardo Ano vừa tuyên rằng Philippines sẽ mở thêm một đồn bảo vệ an ninh trên đảo Isbayas, vùng cực bắc của nước này để tăng cường an ninh sau khi Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự gần Đài Loan trong 2 năm qua. Được biết, đảo Isbayas nằm cách bờ biển phía nam Đài Loan chỉ khoảng 150 km về phía nam. Việc mở thêm đồn bảo vệ an ninh trên hòn đảo này nhằm đảm bảo hòa bình, ổn định và tự do hàng hải dọc eo biển Luzon, một khu vực được coi là điểm nóng tiềm ẩn của các cuộc xung đột khu vực và quốc tế. Ông Jay Tarela, người phát ngôn của lực lượng tuần duyên Philippines về các vấn đề Biển Đông, cho biết trạm an ninh Isbayas sẽ giúp giám sát các tàu đi qua eo biển Luzon hiệu quả hơn. Hiện Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào về việc này. Thưa quý vị, những ngày gần đây, Viện Lập pháp của Trung Hoa Dân Quốc, Đài Loan đang tiếp tục xem xét dự luật mở rộng quyền lập pháp do Quốc dân đảng và Đảng Nhân dân đề xuất. Tuy nhiên, động thái này đã dẫn đến một làn sóng biểu tình phản đối của nhân dân Đài Loan. Cụ thể, các nhóm xã hội dân sự và người dân Đài Loan đã tổ chức chuỗi hoạt động Tôi khinh thường quốc hội trên khắp đất nước, với các cuộc biểu tình diễn ra trải khắp các tỉnh Đài Bắc, Đài Trung, Nam Đầu, Trung Hóa, Giang Nghĩa, Đài Nam, Cao Hùng,
Đài Đông, Hoa Liên và nhiều nơi khác. Kể từ ngày 21 tháng 5, Quốc dân đảng và Đảng Nhân dân đã đề xuất sửa đổi luật và thông qua lần đọc thứ hai. Ngày hôm đó, 40 nhóm dân sự đã tập trung bên ngoài Viện Lập pháp và đưa ra 5 yêu cầu lớn, yêu cầu trả lại dự luật cho Ủy ban để xem xét. Tính đến ngày 24 tháng 5, các nhà lập pháp từ Quốc dân đảng và Đảng Nhân dân đã tập trung tại Cổng Viện Lập pháp từ 5 giờ 30 sáng, hợp tác để chiếm diễn đàn. Bên ngoài Viện Lập pháp, đường Đông Thanh Đảo đã bị phong tỏa bằng rào chắn từ sáng sớm. Người dân dương cao các khẩu hiệu như chống hộp đen, muốn dân chủ và không có thảo luận, không có dân chủ. Đến 9 giờ 33 phút tối, số người có mặt tại hiện trường đã vượt quá 100.000 người. Theo ghi nhận, Viện Lập pháp Đài Loan có kế hoạch thông qua 4 dự luật, bao gồm luật thực thi quyền lực do Quốc dân đảng và Đảng Nhân dân đề xuất. Ngày 18 tháng 5, Liên đoàn Quân sự Toàn quốc đã kêu gọi các nhà lập pháp thảo luận kỹ lưỡng, không làm suy yếu hoạt động của chính phủ lập hiến dân chủ vì lợi ích đảng phái. Trong cuộc thảo luận tại Viện Lập pháp, ông Thiệu Khá Kiến, trưởng nhóm triệu tập của Đảng Dân Tiến, cho biết các nhà lập pháp của Quốc dân đảng đang phá hoại hiến pháp và mở rộng quyền lực của Quốc hội dưới danh nghĩa cải cách. Ông nhấn mạnh rằng, hồi chuông báo tử đã vang lên tại Quốc hội và chỉ trích Quốc dân đảng và Đảng Nhân dân là những tội nhân lịch sử. Đáp lại, các nhà lập pháp Quốc dân đảng vẫn khẳng định rằng Đảng Dân Tiến không thể thua và Quốc hội cần cải cách. Đảng Dân Tiến bị chỉ trích sử dụng nhiều biện pháp để trì hoãn các thủ tục và ngăn cản việc thông qua dự luật cải cách. Ông Doãn Lập cho rằng chính quyền Trung Quốc đang bao vây Đài Loan và Quốc dân đảng và Đảng Nhân dân cũng đang hợp tác với Trung Quốc để gây rối từ bên trong. Ông chỉ trích việc không thảo luận dự luật trong ủy ban là gây tổn hại nghiêm trọng đến nền dân chủ và nhân quyền. Liên quan đến tình hình chiến sự ở dải Gaza, Israel mới đây đã bác bỏ phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế yêu cầu ngừng hoạt động quân sự tại thành phố Rafah, phía nam Gaza và khẳng định sẽ tiếp tục chiến đấu để giải thoát con tin và đánh bại Hamas. Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố, Israel đang hành động dựa trên quyền bảo vệ lãnh thổ và công dân của mình, phù hợp với các giá trị đạo đức và tuân thủ luật pháp quốc tế. Thêm vào đó, Bộ trưởng Nội các Chiến tranh Israel Benny Gantz nhấn mạnh rằng chiến dịch quân sự này là chính đáng và cần thiết sau vụ tấn công của Hamas vào ngày 7 tháng 10 và tuyên bố chiến dịch sẽ tiếp tục bất chấp phán quyết của ICJ. Ông Gantz khẳng định, nhà nước Israel cam kết tiếp tục chiến đấu để trao trả con tin và hứa đảm bảo an ninh cho công dân của mình ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào cần thiết, kể cả ở Rafah. Theo đó, bất chấp phán quyết của ICJ, lực lượng Israel vẫn đang tăng cường các cuộc tấn công quân sự vào Gaza, triển khai máy bay ném bom tại thành phố Rafah. Tại diễn biến liên quan, truyền thông Palestine vừa đưa tin về một loạt cuộc tấn công vào các con đường và nhà cửa tại khu Sabora ở trung tâm Rafah, ngay sau khi phán quyết của ICJ được công bố. Giao tranh ác liệt cũng diễn ra tại Jabalia, phía bắc Gaza. Các bác sĩ cho biết ít nhất 5 người Palestine đã thiệt mạng khi các ngôi nhà bị tấn công ở Jabalia và nhiều người khác có thể đang mắc kẹt dưới đống đổ nát do cường độ của các cuộc bắn phá. Người dân Jabalia cho biết xe tăng Israel đã phá hủy một khu chợ và săn bằng nhiều tài sản và cửa hàng trong các con hẻm chật hẹp. Lực lượng vũ trang Hamas xác nhận đã giao tranh với 3 xe tăng Israel tại khu vực này. Ngoài ra, xe tăng Israel cũng tiến gần bệnh viện Kaman Adwan, nơi các bác sĩ cho biết hỏa lực Israel đã buộc cơ sở y tế cuối cùng còn hoạt động ở phía bắc dải Gaza phải đình chỉ hoạt động. Cũng tại Jabalia, quân đội Israel cho biết đã phát hiện thi thể của 3 con tin thiệt mạng trong cuộc tấn công ngày 7 tháng 10. Israel cho biết mục tiêu kép của họ ở Gaza là mang về những con tin còn lại và tiêu diệt Hamas. Trước tình hình này, Hội đồng tị nạn Na Uy cảnh báo rằng 2.000 xe tải chở hàng viện trợ nhân đạo đang bị mắc kẹt tại cửa khẩu biên giới Rafah phía Ai Cập, trong bối cảnh người Palestine ở dải Gaza đang thiếu thốn các hàng hóa thiết yếu. Người đứng đầu các hoạt động của NRC tại Gaza, bà Sue Van Megen, nhấn mạnh, hiện nay, thành phố Rafah bao gồm 3 thế giới hoàn toàn khác biệt, với phía đông là khu vực chiến sự, vùng giữa thành phố là một thị trấn ma, và phía tây là nơi tập trung đông đúc người dân sống trong điều kiện tồi tàn. Bà Megan nói thêm rằng, người dân Gaza hiện không có lựa chọn nào khác ngoài cái gọi là khu vực nhân đạo an toàn do quân đội Israel chỉ định. Cùng ngày, một quan chức cấp cao của Liên minh châu Âu tiết lộ rằng các cuộc đàm phán về việc triển khai phái bộ của EU tại cửa khẩu Rafah ở Gaza đang ở giai đoạn sơ bộ và việc triển khai sẽ không diễn ra nếu cuộc chiến giữa Israel và Hamas chưa chấm dứt. Hai nhà ngoại giao khác cho biết, Mỹ đã đề nghị EU khôi phục phái bộ của EU hỗ trợ ở biên giới tại Rafah. Cơ quan đã ngừng hoạt động kể từ năm 2007 khi phong trào Hồi giáo Hamas giành toàn quyền kiểm soát Gaza. Rafah, cửa khẩu chính để đưa hàng hóa viện trợ từ Ai Cập vào Gaza, đã bị đóng cửa kể từ khi lực lượng Israel nắm quyền kiểm soát khu vực cửa khẩu bên phía Gaza gần 3 tuần trước. Theo các nhà ngoại giao, việc triển khai một phái bộ như vậy chỉ có thể được tiến hành nếu Ai Cập và Israel cũng ủng hộ.
Trở lại với tình hình căng thẳng Trung Đông, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán vừa thông báo rằng nước này đang đánh giá lại vai trò trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO do Budapest không muốn tham gia vào các hành động có thể kéo các quốc gia thành viên vào cuộc xung đột trực tiếp với Nga liên quan đến Ukraine. Phát biểu trên đài phát thanh, ông Orbán cho biết Hungary đã hạ xuống vai trò không tham gia trong NATO và đang nghiên cứu các biện pháp hợp pháp để duy trì tư cách thành viên mà không phải tham gia vào các hoạt động mà nước này không chấp thuận. Thủ tướng Orbán nhấn mạnh, Hungary cần tạo ra một định nghĩa mới cho vị thế của mình như một lực lượng ủng hộ hòa bình trong NATO. Ông cũng cảnh báo về sự tương đồng đáng báo động giữa tình hình hiện tại và bầu không khí trước Thế chiến thứ nhất và thứ hai, đồng thời cho rằng những hành động của Brussels và Washington có thể dẫn đến một cuộc xung đột quân sự trực tiếp giữa NATO và Nga. Orbán khẳng định NATO được thành lập để bảo vệ các quốc gia thành viên chống lại sự xâm lược, chứ không phải để tiến hành chiến tranh bên ngoài lãnh thổ của khối. Liên quan đến thông tin từ Reuters, có nguồn tin từ Nga cho biết Tổng thống Vladimir Putin sẵn sàng ngừng bắn để dừng xung đột, nhưng không muốn kết thúc chiến dịch quân sự ở Ukraine. Tổng thống Putin cho rằng những gì Nga đã đạt được trong cuộc xung đột với Ukraine đến nay đã đủ để coi là chiến thắng và không muốn tiến hành một cuộc huy động quân lớn để tiến xa hơn. Trong bối cảnh này, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cáo buộc rằng Tổng thống Putin đang cố làm trạch hướng hội nghị thượng đỉnh hòa bình do Ukraine khởi xướng bằng cách gửi tín hiệu giả về việc sẵn sàng dừng xung đột. Cố vấn Tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak cho rằng Putin muốn các nền dân chủ phương Tây chấp nhận thất bại. Tổng thống Putin cũng đã nhấn mạnh tại một cuộc họp báo rằng các cuộc đàm phán hòa bình nên được tái khởi động dựa trên thực tế ở thực địa và không chỉ dựa trên những gì một bên mong muốn. Tuy nhiên, các nguồn tin dự đoán rằng sẽ không có thỏa thuận nào đạt được khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky còn tại vị. Hãng Reuters đưa tin, cơ quan chức năng Chile vừa bắt giữ một lính cứu hỏa tình nghi là thủ phạm gây ra vụ cháy lớn hồi tháng 2, khiến 137 người thiệt mạng tại thành phố nghỉ dưỡng Viña del Mar. Đây được xem là thảm họa cháy gây thiệt hại về người lớn thứ hai trên thế giới trong những năm gần đây. Được biết, vụ cháy xảy ra vào ngày 2 tháng 2, bùng phát đồng thời tại nhiều địa điểm gần thành phố biển Viña del Mar, cách thủ đô Santiago 110 km về phía Tây Bắc. Vụ cháy này đã gây ra sự tàn phá lớn, không chỉ cướp đi sinh mạng của 137 người mà còn khiến nhiều người mất nhà cửa và tài sản. Viña del Mar, một thành phố nổi tiếng với các khu nghỉ dưỡng ven biển, đã phải đối mặt với thảm họa chưa từng có, khi ngọn lửa lan rộng khắp các khu vực dân cư và du lịch. Nghi phạm được xác định là một nam thanh niên 22 tuổi, gia nhập lực lượng cứu hỏa tình nguyện khoảng 1.5 năm trước. Theo công tố viên Osvaldo Osandon, cơ quan điều tra đã tìm thấy các vật liệu phóng hỏa trong nhà của nghi phạm. Hiện tại, cơ quan chức năng Chile đang tiến hành điều tra để làm rõ nguyên nhân và động cơ gây án của nghi phạm. Đây được xem là một bước tiến quan trọng trong việc tìm ra nguyên nhân gây ra vụ cháy và đưa những kẻ chịu trách nhiệm ra trước pháp luật. Sự việc cũng đặt ra câu hỏi về các biện pháp phòng chống cháy nổ và quản lý lực lượng cứu hỏa tình nguyện tại Chile. Và vừa rồi là những tin tức đáng chú ý trên thế giới. Tiếp theo đây, xin mời quý vị đến với phần nhân sinh cảm ngộ. Kính chào quý vị thân mến. Hôm nay, Hà Ngân xin được kể cho quý vị khán giả nghe một truyền thuyết dân gian có tên Nguồn gốc của Quan Âm Tam Diện. Và thưa quý vị, tương truyền rằng Quan Âm Bồ Tát có 33 hóa thân, ngoài Quan Âm Dương Liễu, Quan Âm Thi Dược, Quan Âm Ngư Lam còn có Quan Âm Tam Diện. Vậy nguồn gốc của Quan Âm Tam Diện như thế nào? Theo truyền thuyết được lưu truyền trong dân gian, để giáo hóa chúng sinh, Bồ Tát từng hóa thân thành người phụ nữ giao bán một chiếc gương đồng kỳ lạ. Câu chuyện này được cho là nói về nguồn gốc của bức tượng Quan Âm ba mặt hay còn gọi là Tam Diện Quan Âm. Một hôm, Quan Âm Bồ Tát hóa thành hình dáng một thôn nữ, tay cầm cháp gấm, bên trong đựng chiếc gương quý bằng đồng, đem giao bán trên phố ở thành Lạc Dương. Trên phố có không ít người hỏi giá của chiếc gương. Bồ Tát nói, chiếc gương này của tôi là vật báu hiếm có, phải bán 1.000 lượng bạc, thiếu một đồng cũng không bán. Nghe Bồ Tát nói vậy, có người hỏi chiếc gương báu này quý báu ở chỗ nào. Bồ Tát giải thích rằng, chiếc gương này, một là có thể nhìn thấy nhân tâm thiện ác, hai là có thể nhìn thấy những việc đã qua, vì hai đặc điểm này mà có giá 1.000 lượng bạc. Có một người không tin, liền hỏi, bảo vật này có thể để tôi thử không? Bồ Tát trả lời, đương nhiên là được, nhưng mượn chiếc gương này của tôi một lần phải trả 3 đồng. Người kia lập tức lấy ra 3 đồng đưa cho Bồ Tát. Bồ Tát lấy gương báu ra, nói với người kia khi soi gương nhất định phải tập trung tinh thần, không được suy nghĩ lung tung mới có thể soi được chân hình. Người kia gật đầu, tập trung soi gương. Trong nháy mắt, quả thật anh ta nhìn thấy lần lượt từng bức tranh,
đều là những việc mình đã từng làm. Sau cùng, anh ta nhìn thấy mình sau khi chết bị đọa vào cửa súc sinh, kiếp sau đầu thai làm một con chó mẹ. Xem xong tất cả, người này vô cùng kinh hãi. Nhưng những người xung quanh đều không nhìn thấy gì. Quan Âm Bồ Tát lấy lại chiếc gương từ tay anh ta, hỏi rằng: giá soi gương một lần 3 đồng có đáng không? Người đó tái mặt sợ hãi liên tục nói: đáng giá, đáng giá. Những người xung quanh nghe anh ta nói như vậy đều tới tấp muốn soi gương. Trước sau tổng cộng có 3.000 người soi gương. Soi gương xong, đa số mọi người gương mặt biểu lộ sự sợ hãi hoặc đăm chiêu ủ rột. Chỉ có một số ít người có trạng thái hết sức phấn khởi. Thấm thoát trời đã tối, Bồ Tát nói với mọi người: chiếc gương này chỉ bán 1.000 lượng bạc là không đắt. Tiếc rằng mọi người đều là mắt trần tục, không người nào nhìn ra giá trị của nó. Nói xong, Bồ Tát cho gương báu vào trong cháp, trước mặt mọi người triển hiện pháp tượng. Mọi người mới minh bạch, hóa ra là Quan Âm Bồ Tát đến điểm hóa mọi người. Chỉ là trong mắt mỗi loại người thì Bồ Tát triển hiện các hình tượng khác nhau. Trong mắt người ác, Bồ Tát hiện thân là kim thần thất sát, rất đáng sợ. Trong mắt người bình thường, Bồ Tát hiện ra hình tượng phẫn nộ, cũng khiến người ta kinh hồn bạt vía. Trong mắt người thiện, Bồ Tát mới hiện ra hình tượng Quan Âm Bồ Tát khuôn mặt hiền hậu. Thế là mọi người bàn nhau dùng số tiền vừa đưa ra mà Bồ Tát không lấy, xây dựng một ngôi chùa tại đó để thờ tượng Quan Âm Bồ Tát. Có điều bức tượng Quan Âm Bồ Tát này có 3 mặt. Mặt chính là mặt Quan Âm, bên trái là khuôn mặt giận dữ, mặt phải là khuôn mặt sân si, trong tay cầm một chiếc gương. Thế nhân gọi là Quan Âm Tam Diện hoặc là Quan Âm Du Hí Tam Muội. Và ngày hôm nay, chúng tôi, những người làm chương trình rất vui khi được giới thiệu với quý vị một phương pháp để luôn bảo trì thiện niệm trong tâm, sức khỏe chúng ta còn ngày một tốt hơn. Theo như trải nghiệm của hàng trăm triệu người trên thế giới, luyện tập khí công theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn là một phương pháp đã được khoa học chứng minh là hiệu quả tăng sức đề kháng, cải thiện sức khỏe về thể chất lẫn tinh thần phù hợp nhiều lứa tuổi. Khác với các bài thể dục thông thường chỉ tập trung vào các bài tập, môn khí công này dạy người thực hành đề cao tâm tính, lấy nguyên lý chân, thiện, nhẫn làm kim chỉ nam trong cuộc sống. Các học viên cho biết, những bài giảng giúp người học có được nội tâm an hòa, buông bỏ những suy nghĩ oán hận, căng thẳng, lo lắng, trầm cảm. Các bài công pháp đứng đã giúp đả thông toàn bộ kinh mạch, thanh lọc thân thể và khai mở trí huệ. Bài tọa thiền giúp khai thông năng lượng, đạt đến tâm trí thanh tịnh an hòa. Cho dù vẫn còn có những hiểu sai và những lời vu khống về môn tu luyện này, nhưng chúng tôi tin rằng những điều chân chính sẽ sớm được minh bạch và những ai được hưởng lợi ích từ pháp môn này sẽ lên tiếng bảo vệ cho lẽ phải và những người thiện lương. Đường link hướng dẫn đọc sách luyện công miễn phí chúng tôi có gắn trên màn hình. Nếu quan tâm, quý vị hãy truy cập nhé. Biết đâu, đây sẽ trở thành một giải pháp giúp quý vị bình an, khỏe mạnh và hạnh phúc mãi về sau. Và thông tin trên cũng đã khép lại bản tin của Hành Trình Tương Lai ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Những vấn đề nóng hổi sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong những bản tin tiếp theo. Rất mong quý vị bấm like, đăng ký kênh Hành Trình Tương Lai của chúng tôi để không bỏ lỡ những tin tức cũng như phần nhân sinh ý nghĩa mới nhất. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.